Xin chào các em đến với video bài giảng của thầy. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9 làm việc với dãy số. Đây là một trong những bài khó nhất trong chương trình tin học lớp 8. Các em quan sát nội dung hướng dẫn của thầy. Nếu như chỗ nào không hiểu, ta có thể xem đi xem lại cái video của bài này nhiều lần để có thể nắm được. Thầy nhắc lại, đây là một trong những bài khó nhất của chương trình tin học lớp 8. Các em chú ý tập trung lắng nghe và có thể ghi chép lại các nội dung của thầy. Trong bài số 9 làm việc với dãy số thì có 3 phần. Phần số 1 là thầy phóng to lên để các em dễ quan sát. Phần số 1 là dãy số và biến mãn. Phần số 2 là ví dụ về biến mãn. Phần số 3 là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. Các em thấy trong sách giáo khoa trang 71, trước khi đi vào bài thì người ta có cái phần giới thiệu cho chúng ta cái bài toán để tính, yêu cầu ta tính thu nhập trung bình của các hộ gia đình trong một. Thì ta thấy là ở đây là giả sử là có số hộ khảo sát là 50 thì chúng ta phải sử dụng 50 cái biến để có thể chứa các giá trị của thu nhập của các hộ gia đình. Như vậy ta thấy là vẫn thực hiện được, tuy nhiên nó rất là khó khăn trong quá trình ta lập trình và dẫn đến có thể nhiều sai sót nữa. Một cái ví dụ tiếp theo để thầy đưa ra để các em dễ nắm hơn, chẳng hạn như là khí hậu trái đất đã thay đổi. Ok, xem nhiệt độ để phục vụ cho cái việc nghiên cứu để hoàn thành việc nhập lưu trữ nhiệt độ của từng ngày trong tuần và tính giá trị nhiệt độ trung bình của tuần nhằm giúp các nhà nghiên cứu. Thì ta thấy nếu như dùng ngôn ngữ lập trình Pascal thì một tuần là có 7 ngày, một tiếng để lưu các giá trị để tính trung bình. Tuy nhiên nếu như mà để lưu trữ nhiệt độ của một năm thì ta phải làm như thế nào? Thì đương nhiên ở đây 365 biến để lưu nhiệt độ của 365 ngày của năm. Như vậy tốn rất là nhiều biến và nó không có khả thi. Không thể nào ngồi khai báo 365 cái biến rồi khi thực hiện rồi cộng từng biến lại, rất là mất thời gian. Vì vậy, để giải quyết cái vấn đề đó thì người ta có cái khái niệm là dãy số và biến mãn. Vậy để vào cái khái niệm đó thì các em phải trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi nào thì sử dụng dữ liệu biểu mãn. Câu hỏi thứ hai là các giá trị trong dữ liệu biểu mãn có đặc điểm nào. Vậy các em có thể tham khảo sách giáo khoa trang 72 phần khái niệm để trả lời được cái câu hỏi này. Mãn là gì? Đầu tiên ta đi về khái niệm dữ liệu kiểu mãn là tập hợp hữu hạn. Đây thầy đổi cái màu để các em dễ thấy. Màu đỏ này. Dữ liệu kiểu mãn là tập hợp các phần tử có thứ tự. Mỗi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu hay là kiểu phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Như vậy ở cái khái niệm này các em lưu ý cho thầy bốn chỗ. Thứ nhất, nó là một cái tập hợp hữu hạn. Một tập hợp hữu hạn 100, 1000 triệu phần tử gì đó, nó nghĩa là ta đếm được.
có thứ tự, có nghĩa là các phần tử này nó được xếp theo một cái thứ tự nào đó tùy vào cái dãy số của ta. Mỗi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu, nghĩa là sao? Nghĩa là trong cùng một dãy số thì các phần tử đó phải có cùng kiểu dữ liệu. Mà ta đã học bốn kiểu dữ liệu trong Pascal là kiểu số nguyên, kiểu số thật, kiểu ký tự và kiểu sau ký tự. Thì ở đây ta chỉ xét cái mảng là kiểu số thật và kiểu số nguyên thôi, còn mảng kiểu sau và kiểu ký tự thì các em tìm hiểu thêm. Như vậy nó có chung một kiểu dữ liệu, nghĩa là các phần tử trong cái dãy số đó có cùng kiểu dữ liệu là số nguyên hoặc là cùng kiểu dữ liệu là số thật, chứ không thể nào một phần tử là kiểu số thật rồi một phần tử là kiểu số nguyên thì không được. Khi đi vào ví dụ thầy sẽ nói kỹ hơn chỗ này. Và cái việc sắp xếp thứ tự này được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số, mỗi phần tử một chỉ số. Thầy giải thích chỗ này sơ qua để các em nắm là giống như là thứ tự, mỗi bạn trong lớp có một số thứ tự, tuy nhiên không có phải là bạn có số thứ tự thứ nhất là bạn học giỏi nhất trong lớp. Nghĩa là bạn có số thứ tự số 1, nghĩa là xếp theo cái mẫu tự chữ cái alpha b, cho nên là bạn đó có số thứ tự thứ nhất, rồi bạn có số thứ tự thứ hai, thứ ba, vân vân. Nhưng mà khi xét về chẳng hạn như là tìm bạn học giỏi nhất thì ta phải căn cứ vào cái điểm trung bình môn của bạn đó, chứ không phải căn cứ vào số thứ tự. Cho nên cái chỉ số này các em có thể hiểu là cái số thứ tự trong lớp của mỗi bạn. Rồi vào ví dụ thầy cũng sẽ nói thêm cái phần này. Như vậy đây là khái niệm, thầy đọc lại một lần nữa. Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mỗi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu, còn gọi là kiểu phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Chúng ta tiếp tục. Ví dụ ta quay lại ở đầu bài, nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, kiểu integer. Ví dụ ngày thứ nhất là 35 độ, ngày thứ hai là 33 độ, vân vân. Thì ta sẽ có một cái dãy số như sau. Đây là giá trị của từng ngày. Đây là một cái mảng, ta đặt là cái mảng T chẳng hạn. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số. Thì giải thích chỗ này tí xíu. Nghĩa là khi nhìn vô cái dãy số này thì ta có thể thấy là ngày thứ nhất thì hay là chủ nhật đó thì là có nhiệt độ là 2, có nhiệt độ là 33, tương tự đến ngày thứ 7 có nhiệt độ là 31. Đi vào ví dụ để các em có thể nắm rõ hơn. Ví dụ 1, xét mảng, mảng tên là số lượng. Các em lưu ý ở đây số rồi dấu gạch rồi lượng, có nghĩa là tên, đây là tên một cái biến mảng thì nó không được có ngắn, cho nên là để dễ thì chúng ta phải hoặc là viết liền hoặc là nếu cắt trắng ra thì chúng ta phải có cái dấu này gọi là cái dấu xếp gạch như trong quá trình giảng dạy. Lưu số lượng sách trong từng ngăn như sau. Giả sử là trong một ngăn thì có 24 quyển sách thì ở đây ta sẽ lưu là từ cái mảng này có tối đa là 24 phần tử. Đây, mảng có số lượng, mảng số lượng này có 24 phần tử. Kiểu dữ liệu của 24 phần tử này là kiểu số nguyên. Giá trị của từng phần tử, ví dụ như là cái mảng số lượng này ở cái ngăn thứ nhất thì có 10 cuốn sách chẳng hạn, ở cái ngăn thứ hai thì có 18 cuốn. Số lượng lưu lượng sách trong từng ngăn, ví dụ ở ngăn thứ ba thì có 13 cuốn sách, vân vân. Như vậy thầy nói lại, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đến số 24 là chỉ số của cái mảng này, cái mảng số lượng này. Còn 10, 18, 13, vân vân là các giá trị của cái mảng số lượng. Ta sang một cái ví dụ thứ hai là cái ví dụ về nhiệt độ của 7 ngày trong tuần. Thì ta có là từ thứ 2 đến thứ 8, ngày 8 là chủ nhật,
thì ở đây ta có thể trả lời là mảng tên là nhiệt độ này có bao nhiêu phần tử. Ta đếm là nếu mà ta trả lời 8 phần tử này, đây là cái chỉ số của nó, còn ta phải đếm xem nó có bao nhiêu phần tử, thì bắt đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó có 7 phần tử. Kiểu dữ liệu của phần tử là kiểu gì thì ta thấy ở đây có 31.5, 32, 33.5, vậy ta phải lấy cái kiểu dữ liệu lớn nhất là kiểu real, kiểu số thực. Chứ nếu ở đây các em nói là mảng này, cái mảng nhiệt độ này có kiểu dữ liệu là integer thì sẽ bị sai, vì ở đây có những ngày là có nhiệt độ lẻ, chẳng hạn 31.5 độ, 33.5 độ, thì ta nói là cái mảng này có cùng kiểu dữ liệu là kiểu số thực, real. Chỉ số đầu tiên trong mảng là 2, chỉ số cuối cùng trong mảng là 8. Ta nói là chỉ số, chừng nào người ta hỏi giá trị đầu tiên trong mảng là bao nhiêu thì ta mới trả lời là giá trị đầu tiên trong mảng là 31.5. ví dụ người ta hỏi giá trị cuối cùng trong mảng là bao nhiêu thì ta mới trả lời là 32. Rồi, để khai báo ví dụ như vậy, thầy vừa đi qua phần số 1 là về dãy số và biến mảng cùng một số ví dụ để các em có thể nắm được thế nào là chỉ số, rồi giá trị của các phần tử trong mảng là như thế nào. Và lưu ý trong chương trình tin học 8 thì ta chỉ xét những cái mảng biến mảng có kiểu phần tử là kiểu nguyên và kiểu số thực mà thôi. Như vậy, để khai báo một cái biến mảng thì ta trước khi làm như thế nào thì thầy sẽ có tặng một cái ví dụ luôn. Các em tập trung vào phần số 2 ở sách giáo khoa trang 73. Bây giờ thầy có ta nhớ để khai báo biến thì lúc nào cũng có từ phá va. Lúc nào cũng có từ phá va. Đây. Và tiếp theo là tên của biến mảng, giống như chúng ta khai báo biến, tiếp theo là tên biến, thì lúc này là tên biến mảng là số lượng và 2 chấm array 1 đến 24 of integer, nghĩa là số lượng này là tên mảng, array là từ khóa, of là từ khóa khi khai báo, 1 là chỉ số đầu, 24 là chỉ số cuối, integer là kiểu dữ liệu của 24 phần tử trong cái mảng số lượng này. Vậy ta có thể xem một cái ví dụ thứ hai. Em hãy khai báo mảng điểm có 10 phần tử kiểu số thực. Thì tương tự như vậy, ta sẽ có là var điểm array 1.10 trong mặt vuông up real, vì điểm có phần lẻ cho nên là ta làm kiểu real. Như vậy qua các ví dụ thì ta có thể đưa ra được một cái cú pháp biến mảng như sau. Và tên biến 2 chấm array mặt vuông chỉ số đầu .. lưu ý các em ở đây là chỉ 2 dấu chấm thôi, nếu mà 3 dấu chấm thì chương trình sẽ báo lỗi. Chỉ số cuối đóng mặt vuông ốp kiểu phần tử. Giải thích, trong đó chỉ số đầu và chỉ số cuối là số nguyên hoặc là biểu thức nguyên, nghĩa là chỉ nhận những giá trị nguyên mà thôi, 1, 2, 3, 4 gì đó, chứ không được 1.5, 3.5. Lưu ý các em, đó là chỉ số đầu, chỉ số cuối. Và chỉ số đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối. Nó giống như là câu lệnh for to do mà ta đã học ha. Thầy đưa thêm các ví dụ để các em có thể nắm được phần khai báo biến mảng. Ví dụ khai báo tuổi của năm. Cái tên biến mảng là tuổi 2 chấm array đóng mặt vuông 1.50 đóng mặt vuông integer
tuổi thì ta không có cho khai báo lẻ, cho nên là ta để kiểu integer. Ví dụ ta khai báo một cái mảng tên là điểm tin, có 40 bạn của 40 bạn trong lớp, thì array mở mặt vuông 1.40 up real real là kiểu số thật, điểm thì có thể có phần lẻ cho nên ta khai báo kiểu số thật. Như vậy một câu hỏi đặt ra là ta có thể khai báo cùng một lúc nhiều biến mảng được hay không, thì ở đây là các em thấy có một cái ví dụ chẳng hạn như là điểm tin phải điểm toán phải điểm văn 2.array 1.40 up real. Điều này có nghĩa là gì? Thay vì các em khai báo là va điểm tin array 1.40 up real rồi va điểm toán array 1.40 up real, thì để mất như vậy nó sẽ mất cái thời gian, cho nên là ta có thể gom lại các biến mảng này cách nhau bởi dấu phẩy, giống như các em học khai báo các mặt các biến mà chúng ta đã học ở phần khai báo biến. Những cái biến nào có cùng kiểu dữ liệu với nhau thì ta có thể khai báo chung trên một đồng, và các biến nó cách nhau bởi dấu phẩy. Thì ở đây biến mảng cũng vậy, nếu như các biến mảng này có cùng kiểu dữ liệu và số lượng phần tử nó cũng giống nhau luôn thì ta có thể gom lại, ta viết trên một hàng và các biến mảng này được cách nhau bởi dấu phẩy. Ở đây thầy lưu ý, ở đây ta thấy là chỉ số cuối là 50, 40, 40 vân vân. Ta có thể là 100, 500 cũng được. Nhưng mà khi thực hiện ta có thể không thực hiện tới cái số lượng tối đa của cái mảng. Ví dụ ở đây thầy khai báo tuổi của 50 bạn, nhưng mà vì cái công việc nó gấp, thầy chỉ cần khai báo, thầy chỉ sử dụng 10 bạn trong cái dãy số này thôi thì vẫn được. Tuy nhiên nếu như các em thực hiện thao tác trên cái dãy số này mà tới 51, 52 thì chương trình sẽ báo lỗi. Nghĩa là đây là cái giá trị, cái chỉ số cuối này là cái giá trị tối đa mà mảng có thể nhận được. Để hiểu thêm về cái phần cú pháp của biến mảng này thì thầy mời các em làm một số bài tập thêm. Ví dụ khai báo va nhiệt độ array 1.0 thì tên mảng là gì? Tên mảng là nhiệt độ. Số lượng phần tử của mảng này là 7. Kiểu dữ liệu là integer. Tiếp theo, ví dụ va TB là trung bình chẳng hạn. Array 1.7 up real thì tên mảng là TB. Các em lưu ý là trong Pascal không có phân biệt va thường, thành dẫn khi mà ta khai báo TB qua mà trong chương trình ta sử dụng chữ TB thường thì dẫn được, chương trình sẽ không có lỗi đối với ngôn ngữ lập trình Pascal. Tuy nhiên đối với những ngôn ngữ khác từ C, C++ trở lên thì nó sẽ phân biệt qua thường. Chúng ta lưu ý số phần tử là 7, kiểu dữ liệu là real. Tiếp tục, hãy tìm ra các lỗi sai và sửa lại cho đúng. Câu số 1, va x 2.array 1 vuông up integer. Như vậy ta thấy là chỗ sai ở đây là chỉ số đầu, chỉ số cuối thì được cắt nhau bởi dấu 2 chấm, có nghĩa là ta viết đúng lại là va x 2 chấm đây rồi 1.7 rồi up integer ra chấm phẩy chứ không được 1.7. Tiếp theo, câu số 2, va a 2.array 7.1 trong mặt vuông up real, thì ở đây sai ở chỗ là
chỉ số đầu và chỉ số cuối. Chỉ số đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối chứ không được lớn hơn. Cho nên ở đây ta có thể sửa lại là 1.7 thì được. Tiếp theo, và a 2.array 1.10 trong dấu ngoặc đơn ớp integer thì ở đây ta dễ dàng nhận thấy là array thì phải là dấu ngoặc vuông chứ không được là dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc nhọn. Tiếp theo câu số 4, và x 2.array 1.6.5 ớp real thì các em thấy là tên mảng là x, đảm bảo từ khóa array đảm bảo, ngoặc vuông đảm bảo, ớp real đảm bảo luôn, chỉ số đầu nhỏ hơn bằng chỉ số cuối đảm bảo luôn. Tuy nhiên ta thấy là chỉ số cuối ở đây là một số số thực mà ta đã học ở phần cú pháp, thì chỉ số đầu và chỉ số cuối phải là biến nguyên, có nghĩa là nhận giá trị nguyên mà thôi. Câu 2, hãy hoàn thiện các khoảng trống còn thiếu trong các khai báo sau dựa vào các từ đã cho bên dưới. Yêu cầu khai báo một mảng tin có 30 phần tử kiểu số thực để lưu điểm môn tin học. Đây người ta có làm sẵn cho ta ba tên là tin, vậy ta điền vô ba cái dấu chấm hỏi này, ngưng video lại và điền thử sau đó xem đáp án nha. Bây giờ thầy sẽ cho các em xem đáp án. Và tin array 1.0 tại 10 cho nên ta là 1.30. Lưu điểm môn tin học thì có thể là điều. Tiếp tục, khai báo một mảng T gồm 365 nguyên để lưu nhiệt độ từng ngày thì ta thấy đây là T array 1.365 ớp integer. Như vậy mảng này sẽ nhận tối đa là 365 phần tử kiểu integer. Vậy thầy vừa hướng dẫn các em hai cái phần số và biến mảng, phần 2 ví dụ về biến mảng, cú pháp khai báo biến mảng. Số 1 thì các em lưu ý là thầy sẽ phần số 1 thì các em lưu ý cho thầy là dữ liệu kiểu mảng là như thế nào, rồi nó có những cái đặc điểm gì, lúc chạy lúc trình bày khái niệm thầy có thể lưu ý các em đó. Đó là một tập hợp hữu hạn các phần tử, nó có cùng chung một kiểu dữ liệu và nó có cái khái niệm là mỗi cái phần tử thì được gán một chỉ số. Ở phần số 2 thì ta đương nhiên ta tập trung vào phần cú pháp khai báo biến mảng và lưu ý là chỉ số đầu chỉ số cuối phải đảm bảo như thế nào. Giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối thì là dấu chấm chứ không được dấu ba dấu chấm cũng không được, hay là một dấu chấm cũng không được và nó nằm trong dấu vuông. Rồi chỉ số đầu chỉ số đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối. Đó là phần lý thuyết của mảng. Để hiểu hơn, thầy đã đưa các bài tập để các em có thể nắm được. Ví dụ thầy chỉ yêu cầu khai báo một cái mảng với những cái điều kiện là có tối đa bao nhiêu phần tử kiểu dữ liệu gì đó thì ta có thể dễ dàng khai báo được, giống như là ở bài tập câu hỏi số 2, số 3 chẳng hạn. Bây giờ ta vào cái phần ứng dụng của việc áp dụng chỉ số này vào trong lập trình. Đây là một bài toán
cơ bản của áp dụng dãy số biến mảng vào trong lập trình Pascal. Bây giờ các em xem bài toán, đó là phần số 3 trong sách giáo khoa trang 75. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số thì bài toán người ta yêu cầu đưa ra là viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím và in ra số lớn nhất và số nhỏ nhất. Input của bài toán là dãy A gồm n số nguyên và output là max min của dãy số. Nhiệm vụ của ta là ý tưởng hay là cái thuật toán để ta có thể tìm được cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Thì các em cùng xem cái demo của thầy, xem cái chú mèo Kitty tìm cái dãy số như thế nào, rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn. Mời các em quan sát. Ở đây giả sử có 5 giá trị là 7, 4, 8, 10 và 6. Chúng ta các mèo Kitty nó di chuyển, thì đó cũng là cái thuật toán để tìm mắt. Chúng ta quan sát nha. Đầu tiên nó cho 7 lớn nhất, sau đó nó tới 4, nó so sánh với cái thằng lớn nhất mà nó nghĩ. Rồi tới 8, tới 10, nó thấy 10 lớn hơn, nó nói số này lớn nhất. Tới 6, chưa lớn hơn 10, cho nên là lớn nhất là số 10. Rồi thầy sẽ giảng kỹ hơn cái thuật toán này. Đây, ý tưởng là ta sẽ đặt max bằng, nghĩa là sao? Nghĩa là ta sẽ cho cái phần tử đầu tiên của cái dãy số ta là lớn nhất và ta lưu nó vô trong một cái biến max. Chẳng hạn biến này do ta đặt tên, các em không thích max thì là lớn nhất cũng được, hay l hay ta sẽ đặt cái giá trị đầu tiên, ta gán cái giá trị đầu tiên là cái giá trị lớn nhất, sau đó ta sẽ cho nó chạy y này chạy từ 2 cho đến n, so sánh giá trị ai với giá trị của max. Nếu như ai lớn hơn max thì max nhận giá trị mới là ai. Nghĩa là thầy giải thích chỗ này như thế nào? Nghĩa là ta sẽ cho một câu lệnh for hay while. Chẳng hạn ở đây ta sẽ sử dụng while dễ dàng hơn, vì ta biết được số lần lập, ta biết được số lần lập là chạy từ 2 cho đến n. Ta chạy từ 1 cũng được, nhưng chạy từ 1 nó sẽ phí một lần lập của ta, vì ta biết là thằng 1 này sẽ gán cho thằng lớn nhất là max rồi, cho nên ta sẽ chạy từ 2 cho đến n. Và mỗi lần chạy như vậy ta sẽ so sánh cái giá trị AI. Các em lưu ý là giá trị tại cái vị trí AI chứ không phải là chỉ số. Chút xíu khi lập trình và cho chương trình chạy thầy sẽ lưu ý hơn kỹ hơn phần này. Giá trị của AI với giá trị của max mà ta đã lưu ở trên này, nếu như AI với giá trị AI mà nó lớn hơn max thì ta sẽ cho max nhận giá trị mới là AI. Cái đoạn chương trình để thực hiện cái ý tưởng ở trên là như thế này. Thầy sẽ có một cái biến max và thầy gán bằng A1. Đấy. Rồi thầy sẽ cho câu lệnh for chạy từ 2 cho đến n, do if AI lớn max thì then max bằng AI. Hơi khó hiểu một tí xíu thì để thầy sẽ, khi mà thầy sẽ gõ chương trình rồi thầy chạy chương trình rồi thầy sẽ chạy từng bước để các em có thể nắm được. Ở đây thầy sẽ tính đến cái trường hợp lớn nhất trước, các trường hợp nhỏ nhất hoàn toàn tương tự, cha ta chỉ đổi cái dấu lớn này thành cái dấu bé thì ta sẽ được cái giá trị nhỏ nhất của dãy số. Như vậy bây giờ thầy sẽ tiến hành gõ cái chương trình trong sách, nhưng mà thầy sẽ tóm tắt lại, vừa gõ thầy sẽ trình bày cái ý nghĩa của từng câu lệnh luôn để các em có thể dễ nắm được. Và trước khi gõ thì thầy có một cái lưu ý như thế này. Chúng ta gặp cái khái niệm là A1 nằm trong dấu mặt vuông, nghĩa là sao? Thầy sẽ đóng cái này.
thầy ví dụ. A, thầy phải kể một cái bảng. Chẳng hạn có 3 phần tử thôi. Cái mảng của chúng ta có tối đa phần tử thứ nhất là có giá trị là 4, phần tử thứ hai có giá trị là 2 và phần tử thứ ba có giá trị là 7. Như vậy người ta học là thêm một con im sao rồi thế này giá trị của bạn. Như vậy nếu như mà ta muốn lấy cái giá trị 4 này ra ta sử dụng thì ta sẽ là ghi cái tên của biến mạng, sau đó là cái dấu ngoặc vuông, ta xem 4 này là giá trị thứ mấy trong mạng. Nó là giá trị thứ nhất trong mảng cho nên ta sẽ ghi số 1 trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ bây giờ thầy sẽ T đi chẳng hạn bằng T bằng em lưu ý A1 trong dấu ngoặc vuông nghĩa là ta sẽ tri sức đến cái giá trị của cái mảng A tại vị trí thứ nhất là bằng 4. Tiếp theo cộng thực hiện cộng A2 nghĩa là ta sẽ tri sức đến cái mảng A ở vị trí thứ hai và cái mảng cái A2 này có giá trị là 2 luôn. Như vậy T của ta sẽ bằng 6, 4 x 2 bằng 6. Đó là cái cách tri sức. Thầy nói lại, ta muốn tri sức đến cái giá trị của cái mảng ở vị trí thứ mấy thì ta sẽ là tên mảng. Các em có thể ghi ý này, tên muốn tri sức ta dùng từ là truy cập này. Tới bất kỳ giá trị nào hay là phần tử nào trong mạng thì ta có tên mảng. Đây thầy gõ có dấu rồi các em.
dễ đọc trên mạng, rồi dấu mặt vuông, rồi chỉ số, rồi đóng mặt vuông các thầy. Ví dụ thì thầy ra ví dụ ở trên này rồi. Ví dụ ta muốn lấy cái giá trị 4 ra ta sử dụng, thì tích của cái mạng A cho nên ta sẽ là A rồi 1 nằm trong dấu mặt vuông. Vậy bây giờ thầy sẽ tiến hành mở RevCAD. Đây thầy có mở sẵn RevCAD. Đây. Trước khi gõ bài thì ta phải change directory. Chọn cái nơi lưu bài. Đây thầy có thư mục tin học 8. Ok. File Save. Đây thầy đặt tên là Mark Min. Các em lưu ý là khi vào gọi khai báo với thư viện CRT. Tiếp theo ta sẽ biến, thì các em thấy ta sử dụng những biến nào thì ta sẽ khai báo ở chỗ va. Ta có biến y, biến n, biến mát, biến min. Tiếp tục ta sẽ khai báo một cái biến mạng. Đây lưu ý trong sách giáo khoa người ta ghi là A. Tuy nhiên để đơn giản thì các em dùng A 2 chấm từ đây. Rồi 1 chấm chấm 100. Ở đây thầy lưu ý các em có thể gõ 1.000 triệu vẫn được. Ở đây 100 là nghĩa là mảng là A này sẽ nhận 100 phần tử. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng ta không nhất thiết ta phải sử dụng hết 100 phần tử trong cái mảng này. Trong quá trình giải lúc nãy ở trên bài, khai báo những cái biến cơ bản như vậy. Rồi tí xíu khi trong quá trình làm có cần cái biến nào thì ta quay lên ta khai báo tiếp. Ở đây tại sao thầy khai báo 4 cái biến bình thường là một cái biến mảng, thầy sẽ thích như sau. Cái biến y này ta sẽ chạy cái chỉ số của cái mảng. Biến n này để làm gì? Cái biến n này để yêu cầu người dùng nhập vào cái số lượng phần tử mà người dùng muốn kiểm tra. Tại vì ở đây ta khai báo tối đa là 100 nhưng mà ta không sử dụng hết 100. Người dùng ví dụ muốn nhập 5 số thôi thì người dùng sẽ chọn nhập cho chương trình nhận cái giá trị là 5. Muốn nhập 10 số thì cho n này nhận giá trị 10. Max min nghĩa là max sẽ giữ giá trị lớn nhất trong chữ số, min sẽ giữ giá trị nhỏ nhất trong chữ số. Bây giờ ta tiến hành chương trình begin. Lưu ý là chúng ta đã học về câu lệnh ghép thì có begin end chấm phẩy, cho nên khi gõ chương trình để không có sót cái chữ end này thì các em gõ liên tục, rồi sau đó các em quay trở lên nhấn Enter. Lúc này thì sẽ bảo đảm là không có bị thiếu chữ end chấm phẩy. Chúng ta sẽ cách trắng vào trong. Câu lệnh xóa màn hình là sen lại r hết cr chấm phẩy. Bây giờ ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử. Của dãy số click like cho nó nhận vô giá 5 số thì ta sẽ nhập số 5. Rồi tiếp theo mình sẽ yêu cầu người dùng
các phần tử của dãy số. Em tập trung nha. Bây giờ ta sẽ có cái câu lệnh để nhập giá trị các phần tử trong cái biến mảng A này, bằng cách là ta sẽ cho câu lệnh for. Trong câu lệnh for này ta thực hiện nhiều việc trong một cái lần lặp, vì vậy ta sẽ để trong lệnh ghép là begin_end.py. Lúc nào khi ta gõ như vậy thì lúc nào cũng sẽ hiện là chữ A và dấu mộc vuông. Biến y cần thay đổi nghĩa là A1, A2, A3, A4, A5. Rồi sau đó là dấu đóng mộc vuông, dấu bằng. Biến mạng A Y thầy ngừng lại ở đây một tí. Thầy nói lại, đây là phần các giá trị cho dãy số hay là cho mạng. Thì khi mà gặp các chương trình khác liên quan đến mảng thì các em sẽ thực hiện tương tự vậy. Ta chỉ thế ở đây là ví dụ ta đặt biến mảng là B thì ta sẽ sửa lại cho này là B cho nó hợp lý. Nghĩa là ta, thầy giải thích nghĩa là ta sẽ cho chỉ số chạy từ 1 cho đến N. Sau đó ta đặt nó đọc từ khóa begin end. Vì sao? Vì trong cái câu lệnh for này, câu lệnh lập này ta thực hiện tới hai việc là một lệnh write và một lệnh readline, cho nên ta phải đặt trong cặp từ khóa begin end. Chứ nếu như ta không đặt trong cặp từ khóa begin end thì chương trình nó chỉ chạy có tới đây thôi, nó chỉ lập tới đây thôi, còn nó không có lập được cái phần readline này. Mà nếu không có lập được readline này thì những cái số mà người dùng người ta nhập vô nó sẽ không có lưu được vào cái biến mạng A. Thành thử ta phải có cặp từ khóa begin_end.py. Sau đó ta sẽ write. Ở đây các em có thể viết thêm giá trị đi, ví dụ là phần tử thứ nhất cũng được, hay là ta để AI đây. Ví dụ chỗ này thầy không để A thứ Y trong mặt vuông giống như trong sách, mà thầy sẽ xóa đi. Thầy sẽ nhập là yêu cầu người dùng là nhập thứ Y cũng vẫn được, chứ không nhất thiết là ta gõ giống như trong sách là A mà mặt vuông rồi Y rồi vuông bằng readline AI. Lưu ý là ở đây là readline AI chứ không phải là readline Y. Nếu readline Y như thế này thì chương trình nó sẽ không có nhận được các giá trị từ người dùng nhập vào biến mảng A, cho nên là ta phải readline vào Y đóng mặt vuông. Tiếp theo ta sẽ tìm giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất của cái dãy số mà người dùng mới nhập vào. Thì để dễ, trước khi mà ta tìm giá trị lớn nhất, thầy sẽ in ra các số mà người dùng người ta mới nhập vào. In dãy số người dùng vừa nhập
Các em nhớ là để duyệt qua các mảng thì ta sẽ sử dụng for i 2.1 to n 2. Và lúc này muốn in ra màn hình thì là write i. Để các số cách nhau cho nó dễ nhìn thì các em có thể 2.5 hay 2.6 gì đó. Còn nếu không thì ta sẽ phải rồi nháy vào đây, có nghĩa là các số cách nhầm thẳng trắng. Thầy nói lại, sau khi cho người dùng người ta nhập vào cái dãy số thì ta sẽ in ra. Trước khi in thì ta có một câu ra là vừa nhập là đây. Rồi ta sẽ thực hiện câu ra. Sau khi in cái dãy số người dùng vừa nhập xong thì lúc này ta sẽ tiến hành tìm giá trị lớn nhất. Lưu ý ở đây là thầy sẽ làm cái phần lớn nhất, còn phần nhỏ nhất thì các em thực hiện hoàn toàn tương tự. Ta chỉ đổi cái dấu lớn thành cái dấu bé ở cái chỗ colon if mà thôi. Bây giờ để tìm giá trị lớn nhất của cái dãy số này thì ta áp dụng cái thuật toán mà lúc nãy thầy có hướng dẫn. Đầu tiên ta sẽ đặt giá trị lớn nhất là giá trị A1. Lưu ý là A1 chứ không phải là AI. Rồi sau đó ta sẽ cho con for chạy. Đầu tiên thầy sẽ gắn max 2 chấm bằng A1. Nhắc lại A1 chứ không phải là AI. Rồi đu anh n đu enter số hàng if nếu như mà i lớn hơn max then max 2.3. Xíu nếu như mà ta có thực hiện tìm giá trị nhỏ nhất thì chỗ này for i 2.2 to n do ta phải đặt nó trong cặp từ. Tí xíu thầy cũng thực hiện luôn cho các em xem. Như vậy đây là cái phần tìm giá trị lớn nhất. Bây giờ ta sẽ in ra. Ta sẽ in ra giá trị lớn nhất của cái dãy số này. Đây. Thì chạy thành file sale của chương trình ta lại. Rồi bây giờ ở đây thầy sẽ sử dụng cái giá trị mà lúc nãy chú mèo Kitty có tìm đó, 4, 8, 16, có nghĩa là ta nằm run. Mừng quá, chương trình không có lỗi. Bây giờ ta nhập số lượng, phần tử của dãy số là 5. Rồi nhập các phần tử của dãy số đây, nhập vào phần tử thứ nhất ta nhập là hay là 7 4 8 16 7, rồi nhấn enter 4, nhấn enter 8 10 6, enter. Thì các em thấy là chương trình nên nghe là dãy số vừa nhập là 7 4 8 16, giá trị lớn nhất của dãy số là 10. Chỗ này ta phải xuống hàng cho nó đẹp. Đây chỗ này thì right line. Right line mà không để biến gì vô hết thì nó sẽ có nhiệm vụ là xuống hàng, xuống một hàng. Bây giờ thầy chạy lại. Thank you.
À, để các em thấy ở đây in ra rất là đẹp. Dãy số vừa nhập là 4, 8, 10, 6. Giá trị lớn nhất của dãy số là 10. Chính xác. Bây giờ để hiểu được cái chương trình này thì chúng ta phải chạy từ bước nhập luôn, rồi chạy bước xuất ra dãy số, rồi chạy cái quá trình tìm mắt, ta chia làm ba. Giờ thầy sẽ chạy cái quá trình nhập. Đầu tiên người dùng người ta nhập vô 5, thì ở đây anh nhập. Và tiếp theo nó gặp câu lệnh nhập, nó sẽ in ra câu lệnh là nhập các phần tử của dãy số. Tiếp theo ta sẽ gặp câu lệnh for i bằng 1, to n do, mà ở đây n bằng 5 cho nên nó sẽ có câu lệnh for chạy từ y bằng 1 đến đến 5, nghĩa là câu lệnh for này thực hiện 5 lần. Mỗi lần lặp nó làm cái gì? Mỗi lần lặp nó làm hai việc, cho nên nó phải nằm trong n. Chấm phẩy. Lần lặp nó làm cái việc gì? Nó sẽ in ra cho thầy là nhập vào phần tử thứ, lúc nào nó cũng sẽ in chữ nhập vào phần tử thứ hết, vì nó nằm trong dấu nháy đơn. Và giá trị ta muốn thay đổi là giá trị y, cho nên ta đặt cái y này phía ngoài dấu nháy đơn. Rồi cái giá trị mà lúc nào thầy cũng muốn in ra y như vậy hết là dấu hai chấm và khoảng trắng, thì thầy đặt như vậy. Khi giá trị y bằng gần 1, y bằng 1, thì đương nhiên chương trình sẽ in ra là nhập vào phần tử thứ thứ 1 đợi người dùng nhập. Ví dụ ở đây ta nhập giá trị là 8. Khi ta nhấn 8 rồi ta nhấn Enter, nghĩa là trong chương trình nó đã nhận được giá trị của biến mảng A ở vị trí thứ nhất bằng 8, nghĩa là nó sẽ được biểu diễn như thế này: A1 và tiếp theo nó sẽ gặp câu lệnh end, xong nó sẽ kết thúc cái phần lần lặp thứ nhất. Nó quay lên lần lặp thứ hai, đây là lần lặp 1, lần 1, lần lặp thứ hai. Lần lặp thứ hai thì lúc này y nó đã tăng lên 2. Tương tự là lúc này ở lần lặp thứ hai thì giá trị y đã là 2, cho nên là nó nhận được cho ta nhập vào phần tử thứ hai chứ không còn là thứ một nữa. Và khi ta nhập là 7 chẳng hạn, 4 như là 4, 7, 4, 8, 10 sao. Đây thực sự là cho đúng nè, 7. Khi ta nhập giá trị 7, 4, ở đây 4. Khi ta nhập 4, Enter, thì nghĩa là trong chương trình nó sẽ nhận được cái biến mảng ở vị trí thứ hai là bằng 4. Tương tự gặp câu lệnh end chấm phẩy kết thúc lần lặp thứ hai, bắt đầu quay lên lần lặp thứ ba. Lần lặp thứ ba thì lúc này y bằng 3. Thì nó sẽ in ra câu là nhập vào phần tử thứ ba, vì y lúc này là 3 rồi. Và khi người dùng người ta nhập vào 8, người ta enter, thì nghĩa là trong chương trình nó lưu được là a ở vị trí thứ ba là bằng tục. Nó gặp câu lệnh end chấm phẩy, nó sẽ kết thúc lần lặp thứ ba, nó sẽ quay lên lần lặp thứ tư. Nó quay lên lần lặp thứ tư thì lúc này y bằng 4. Y bằng 4 thì lúc này nó sẽ in ra là nhập thứ thứ 4,
và khi người dùng người ta nhập vào 10, nghĩa Enter nghĩa là trong chương trình nó đã nhận được giá trị A ở vị trí thứ, biến mạng A ở vị trí thứ 4 có giá trị là 10, nghĩa là A4 trong mặt dung bằng 10. Và lần lập thứ 5, nó quay lên lần lập thứ 5 cũng là lần lập sau cùng trong kho này. Y lúc này là nhận giá trị 5, cho nên ta nhận được cái câu là nhập vào phần tử thứ 5. Ở đây ta nhập vào sao tơ, có nghĩa là nó sẽ lưu ở biến mạng A ký thứ 5 bằng 6. Vậy sao quá trình sau 5 câu lệnh lập, sau cái câu lệnh for này, 5 lần lập này, thì chương trình nó đã lưu được vào cái mạng A 5 giá trị dữ liệu là 7, 4, 8. Theo ta sẽ in cái dãy số mà người dùng vừa nhập ra trên một hàng, thì để in ra, để diệt, như thầy đã nói, để diệt mãn thì ta bắt buộc phải sử dụng câu lệnh lập. Mà mãn thì ta biết được số lượng phần tử, tại vì người dùng người ta đã nhập số lượng phần tử lúc mà đầu chương trình rồi, cho nên ta biết được số lần lập. Mà biết được số lần lập thì ta sử dụng câu lệnh for thì nó sẽ rất là tiện. Bây giờ vào cái phần in dãy số thì nó cũng hoàn toàn tương tự thôi. Bây giờ ta sẽ cho for y chạy từ 1 cho tới n, mà n ở đây là 5. Và mỗi lần lập như vậy nó chỉ thực hiện một nhiệm vụ thôi, chứ nó không giống như ở quá trình nhập. Ở quá trình nhập nó vừa in rồi nó phải read line, nó nhập vô cái mảng nữa. Còn ở quá trình xuất ra thì nó chỉ cần in ra cái giá trị của từng phần tử là xong, cho nên ta không cần sử dụng begin end. Ta có là for 1 y bằng 1 to 5 do write ai thẳng thắn, nghĩa là cái y là nhận giá trị là 1 cho anh nào, nghĩa là ta biết câu for này chạy 5 lần rồi nó sẽ in ra được cái gì, không có cần begin end chấm phẩy. In ra là A1, đầu tiên y bằng 1, ở lần 1 thì y bằng 1, mà y bằng 1 thì nó sẽ in ra giá trị cho ta là A1. Như vậy nhiêu thì lúc này nó sẽ in A1 bằng bao nhiêu, hồi nãy ta in A1 là 7, thì chỗ này nó sẽ in là không có in A7, nó không có in ra màn hình chữ A7. Không có in ra A7, hay là nó cũng không có in ra A1 như vậy luôn, mà nó in ra giá trị của chỗ A1. Nghĩa là nó sẽ in như vậy. Nó sẽ in 7 này. Rồi, nó gặp con trắng. Cách trắng ra. Đây nó ra, chứ nó không in A1 mà nó cũng không in A7 nữa. Nó ra số 7 vì lúc nãy ta nhập đây phần tử thứ nhất có giá trị là 7, thì lúc in ra vì cái câu lệnh này, vì cái câu lệnh là AI nè, cho nên nó sẽ in ra giá trị tại cái chỉ số 1 là 7. Tương tự quay lại, y nó sẽ tăng lên 2. Ở lần lập thứ 2 thì y bằng 2, đương nhiên rồi. Y bằng 2 thì nó sẽ in ra cái mạng A này, cái giá trị tại vị trí thứ A2. Y bằng 2 cho nên là ta in A. A2 lúc nãy ta nhập là 4, thì lúc này nó sẽ in ra 4. Lưu ý nó sẽ in ra số 4 chứ nó không có in ra A2. Tương tự lần 3, lần 4, lần 5 hoàn toàn ra là A3, A4, A5, cho nên ta được các giá trị là 7, 4, 8, 10 và 6, giống như cái thứ tự ta nhập lúc nãy. Đó là về phần xuất ra cái dãy số mà người dùng vừa nhập.
Bây giờ tới cái phần khó nhất, phần xác định giá trị lớn nhất của cái dãy số này. Bây giờ thầy vẫn để dãy số mà người dùng người ta nhập vô để các em dễ quan sát. Cái dãy số mà người ta nhập là 8. Bây giờ mình sẽ tìm ra cái giá trị lớn nhất trong cái dãy này. Thì đầu tiên như lúc nãy ở cái phần bài hướng dẫn toán, thầy có nói đầu tiên chúng ta sẽ tiền của mạng là giá trị lớn nhất. A1 chứ không phải là AI. Vì sao? Vì nếu như các em để AI ở đây thì nó sẽ nhận cái giá trị AI ở phía trên của cái câu for. Giá trị là bao nhiêu nó sẽ để vô đây. Như vậy thì nó sẽ sai cái ý nghĩa chương trình. Cho nên là thầy lưu ý là A1 nghĩa là ta giải thích bằng từ ngữ ra là dán cái giá trị đầu tiên là cái giá trị lớn nhất. Nghĩa là đầu tiên vô mắt của chúng ta là 7. Vì 7 là cái giá trị đầu tiên trong cái dãy số mà người dùng người ta nhập. Sau đó chúng ta sẽ duyệt các phần tử bằng câu lệnh for. Mà câu lệnh for ở đây ta để tiết kiệm lần chạy thì ta chỉ cho nó chạy từ 2, vì 1 ta đã gán rồi, ta chạy từ 2 cho đến n, mà n đây là 5 cho nên nó sẽ thực hiện 4 lần. Mỗi lần thực hiện nó làm cái gì? Mỗi lần thực hiện lập nó sẽ, ta sẽ cho nó một cái câu if, một cái câu so sánh. Nếu như mà a đây lần 1 thì như lần 1, lần lập thứ nhất. Nếu như mà a y lớn hơn max, mà ở đây lần 1 thì y bằng 2 thì nó sẽ gặp câu lệnh if là nếu như a y lớn hơn max, nghĩa là A2 lớn hơn max, max lúc này nó nhận giá trị là, nghĩa là nó sẽ lấy giá trị ở vị trí thứ hai của cái mảng a là giá trị 4, nó sẽ so sánh với max hiện tại là max hiện thì 4 lớn hơn 7 là 2 for, mà là sai thì nó sẽ không thực hiện được cái câu lệnh sao đen, cho nên nó sẽ thực hiện xong cái lần lập thứ nhất của câu lệnh for. Bây giờ quay lên lần lập thứ hai, lần hai thì lúc này y đã tăng lên 3 rồi. Y tăng lên 3 thì tiếp tục nó gặp câu lệnh if là A3 nếu A3 lớn hơn max. Lưu ý các em là lúc này max của chúng ta vẫn là 7 như ban đầu. Như vậy khi ở lần lập thứ hai này y bằng 3 thì A3 ta gặp câu lệnh if là nếu A3 lớn hơn max. A3 của ta ở đây là 8 và trước mắt là 7. Như vậy ta thấy 8 lớn hơn 7 là đúng, true. Mà đúng thì câu lệnh if sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khóa đen, cho nên nó sẽ gán cái mắt mới bằng AI, có nghĩa là bằng A3, mà A3 lúc này là 8, cho nên mắc mới lúc này là 8 chứ không còn là 7 nữa. Các em lưu ý cho đến cái lần lập thứ hai này thì mắc là 8 chứ không còn là 7 nữa. Tiếp tục lần lập thứ ba, y bằng 4 tiếp tục nó gặp câu lệnh if nếu AI lớn hơn mắc. Các em tập trung lưu ý chỗ này thì lúc này A4 vì y bằng 4 so sánh với giá trị max thì A4 là 10, nó sẽ so sánh với max thì max lúc này không phải là nó lấy giá trị 7 so sánh, mà nó sẽ lấy cái max gần nó nhất, cái max mới nhất là 8, nó sẽ
so sánh vậy 10 lớn hơn 8 là đúng. Đúng thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh sau từ khóa đen của câu lệnh if, như vậy nó sẽ gán mắc mới là A4, mà A4 là 10 cho nên mắc mới lúc này là 10. Mắc mới lúc này là 10. Tiếp tục. Lần thứ cũng là lần cuối cùng. Y bằng 5. Vậy là A5. Nếu như A5 lớn hơn mắc, vậy ta thấy là vị trí thứ 5 của cái mảng A là có giá trị là 6, cho nên nó sẽ lấy 6 nó so sánh với mắc. Mắc lúc này không phải là 7, không phải là 8, mà mắc lúc này là 10. Mắc mới nhất hiện tại là 10. 6 có lớn hơn 10 không? Thì for sai, cho nên nó sẽ kết thúc chỗ này, nó kết thúc câu lệnh if và nó cũng kết thúc luôn câu lệnh lập for luôn. Đây là lập thứ tư của câu lệnh for này. Vì vậy sau khi thoát ra cái câu lệnh for này, thì khi ta in ra giá trị lớn nhất của dãy số và ta đưa cái biến mắc vô, thì chương trình sẽ lấy giá trị mắc gần nhất nhận được, nghĩa là 10. Nghĩa là chương trình đã in ra cho ta được. Đây, các anh xem này. Giá trị lớn nhất của dãy số là 10. Với các em là nếu như chưa có hiểu được thì các em có thể xem đi xem lại nhiều lần, tiến hành nhiều cái ví dụ khác nhau để có thể hiểu được cái nội dung này. Bây giờ thầy sẽ làm phần nhỏ nhất. Thì phần max làm như thế nào, phần min làm hoàn toàn tương tự, nghĩa là đầu tiên vô chúng ta cho cái phần tử đầu tiên là cái phần tử nhỏ nhất và diệt cái mảng bằng cách là cho câu lệnh for chạy và vì ở đây sau câu lệnh lập for ta thực hiện hai việc là vừa tính max mà vừa tính min luôn, cho nên ta phải đặt nó trong cặp begin end chấm phẩy. Khi thực hiện rõ chương trình thì các em lưu ý nhớ là những câu lệnh nào là câu lệnh con ở phía trong thì ta thụt vô đầu hàng tí xíu để dễ quan sát và dễ chỉnh sửa lỗi nếu mà có sai. Nếu AI chúng ta chỉ cần dấu lớn thành cái dấu bé, bé min đen min hai lưu và thầy chạy chương trình lại. Thầy sẽ nhập 6 phần tử cho này. Thầy cho giá trị bất kỳ nha. 5. Trừ 9. Trừ 9. Thì các em thấy là dãy số vừa nhập là 5, 10, 8, 9, 7, 6. Giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là trừ 9. Bây giờ ví dụ thầy chạy lại một lần nữa, thầy nhập vô cái giá trị của cái bài
trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 4. Bây giờ thầy sẽ chạy. Rồi bây giờ thầy sẽ, sau khi mà hướng dẫn các em chạy, lưu ý là nó hoàn toàn tương tự như là phần xác định giá trị lớn nhất, chỉ việc là dấu lớn thành cái dấu bé ở câu lệnh if mà thôi. Bây giờ vẫn là 5 giá trị 7, 4, 8, 16 mà ta tìm min, tìm nhỏ nhất chứ ta không tìm max. Vậy lúc đầu thầy vẫn gán, ta có câu lệnh min 2 chấm bằng A1, nghĩa là lúc đầu thầy vẫn gán là giá trị nhỏ nhất, giá trị ban đầu là giá trị nhỏ nhất, sau đó thầy diệt cái mảng từ 2 đến 5. Bây giờ ở lần lập thứ nhất thì y bằng 2, ta gặp câu lệnh if là nếu như ai mà nhỏ hơn min, như vậy ai nghĩa là ta có giá trị là 4. A nhỏ min. Vậy A2 của ta có giá trị là 4 mà min lúc này đang là 7. Như vậy ta thấy 4 mà nhỏ 4 nhỏ hơn 7 là đúng, true. Vì vậy câu lệnh sau từ phá đen thực hiện, nghĩa là chương trình nó sẽ gắn min bằng a y, mà y lúc này là 2 cho nên là min bằng a. Vậy lúc này giá trị nhỏ nhất không hệ số không còn là 7 nữa mà là, tiếp tục quay lên lần lập thứ hai, y bằng 3 thì a3, ta so sánh a3 có nhỏ hơn min hay không, thì ta thấy là trên dãy số A3 là có giá trị 8. So sánh với min lúc này không phải là 7 nữa mà là 4. Như vậy ta thấy 8 không có nhỏ hơn 4 cho nên là false. Mà là false thì nó sẽ kết thúc câu lệnh if chỗ này, nó không thực hiện sao câu lệnh sau. Tiếp tục quay lên lần lập thứ 3. Quay lên lần lập thứ 3 thì y lúc này tăng lên 1 đơn vị là 4. Vậy là A4 của ta có giá trị là 10. Ta so sánh với min, min hiện tại là đang là min gần nhất đang là 4. Xin lỗi. 10 nhỏ hơn 4, mà 10 nhỏ hơn 4 thì là sai. Thì ta kết thúc ở đây luôn. Cũng là lần lập cuối của câu lệnh to, y bằng 5. Nếu là 5 nhỏ hơn min thì ở đây ta thấy A vị trí thứ 5 là 6. 6 thì 6 nhỏ hơn min hay không? Min lúc này vẫn đang là 4. 6 nhỏ hơn 4 là false. Cho nên ta kết thúc ở đây. Và khi in ra giá trị nhỏ nhất của dãy số là thì nó sẽ lấy giá trị min gần nhất, nghĩa là 4. Như vậy thầy vừa hướng dẫn các em chương trình in ra, chương trình nhập vào một cái dãy số với số lượng phần tử do người dùng người ta nhập vào ở chỗ này. Đây là số lượng phần tử người dùng nhập vào. Rồi sau đó ta cho người dùng nhập vào các số bất kỳ. Rồi ta sẽ in ra cái dãy số mà người dùng vừa nhập ở nhóm câu lệnh này. Tiếp theo là ta sẽ in ra cho người dùng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái dãy số mà người dùng vừa nhập.
Như vậy đối với những cái bài toán khác liên quan đến mảng, dãy số thì các em lưu ý phần nhập và phần in ra này hoàn toàn tương tự như nhau hết. Nghĩa là đối với những yêu cầu mà ta gặp nói về dãy số một cái mảng, một cái dãy số nào đó thì các em cứ gõ phần nhập và phần xuất dãy số hoàn toàn tương tự. Nếu như là số thực thì chỗ này ta thêm 2.0, 2.5 chẳng hạn để nó in được phần nguyên, phần tập phân của số thực. Chứ ngoài ra phần nhập, thầy nhắc lại phần nhập dãy số và phần xuất in ra hoàn toàn tương tự. Chỉ khác là cái phần tìm max min, nghĩa là tùy vào cái yêu cầu của bài toán, người ta có thể kêu ta in ra các số chẵn của dãy số, in ra các số lẻ của dãy số, hay là in ra những số nguyên tố vân vân các thứ. Rất là nhiều bài toán liên quan đến dãy số thì ta chỉ thay đổi ở cái phần thầy tô này thôi. Còn khi nói đến dãy số mà nhập hay là xuất dãy số thì nó y chang như thế này, thầy hướng dẫn. Như vậy sau cái bài học này thì các em đã nắm được dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử được sắp xếp theo dãy và được mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu. Việc gán giá trị, đọc giá trị và tính toán với các giá trị của một phần tử trong biến mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó. Sử dụng các biến kiểu mảng và câu lệnh lập giúp cho việc viết chương trình được ngắn gọn và dễ dàng hơn. Như thầy đã nói ở đầu video, đây là một bài khó trong chương trình tin học lớp 8. Vì vậy, các em có thể xem đi xem lại video nhiều lần để hiểu hơn, đặc biệt là ở phần cú pháp khai báo biến mảng và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của dãy số. Ngoài ra, các em có thể nhấn nút đăng ký để đăng ký kênh video hướng dẫn của thầy. Thầy sẽ cập nhật thêm các video về bài tập dãy số, chẳng hạn như là in ra số lớn nhất, ngoài in ra số lớn nhất, số nhỏ nhất trong dãy số thì có những dạng bài tập chẳng hạn như là in ra số chẵn trong dãy số, in ra số lẻ trong dãy số, vân vân. Thầy sẽ cập nhật thêm nhiều cái dạng bài tập về các dãy số này để các em có thể hiểu được nội dung về phần dãy số này, để thực hiện việc kiểm tra cũng như thi học kỳ đạt kết quả tốt. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Chào các em.